Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Clickbuy. Mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay về đánh giá nhanh chiếc Redmi 9A. Chiếc máy này vừa được ra mắt vào đầu tháng 7 đây thôi. Và hiện tại thì mình đã có trên tay nó rồi. Đây là phiên bản chính hãng DJI World. Và nếu như các bạn thấy rằng là cái chiếc Redmi 9A này nó có một mức giá quá rẻ đi, nó không đáp ứng đủ cái nhu cầu của các bạn, thì các bạn có thể tham khảo thông qua trang web Clickbuy. Hiện tại đang có bán rất nhiều những sản phẩm đến từ Xiaomi với mức giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi, ok, quay trở lại với nhân vật chính thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ cái chiếc Redmi 9A này theo nghĩ bóng thôi, chứ không phải là nghĩ đen. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp nó ra đây. Đầu tiên sẽ là nhân vật chính này. Con này thì nó sẽ có một thiết kế khá là đặc biệt khi mà cái phần hộp nhỏ nó được đặt là bên dưới chiếc máy luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái tập sách hướng dẫn sử dụng siêu dày để chứa đựng những cái ngôn ngữ nhiều cái thứ tiếng khác nhau. Và có một que chọc SIM ở đây nữa. Chắc chắn 100% là cái chiếc máy này nó sẽ không đi kèm với tai nghe rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc với công suất tối đa là 10W, cùng với đó là một cáp sạc micro USB. Đó là sơ qua về phần phụ kiện. Phần phụ kiện thì mình chỉ lướt qua thôi. Đến với nhân vật chính thì mặc dù đây là một phiên bản chính hãng nhưng mà cái mức giá của nó rất là rẻ luôn, 1.990.000 đồng cho phiên bản DJI World. Wow, rõ ràng đây là một điều mình thật sự rất ấn tượng, và nó sẽ đi kèm cho chúng ta là phiên bản MIUI 12 mới nhất khi được ra mắt luôn. Không hiểu tại sao là khi mình test trên những chiếc điện thoại ví dụ như là Redmi K30 ấy, thì nó lại có hiện tượng bị khựng lát, nhưng mà trên cái chiếc Redmi 9A này thì nó lại rất là mượt mà. Đây là điều mình thấy khá là khó hiểu. Ở cái phần mà kéo xuống cái thanh thông báo trạng thái này các bạn à, notification á, thì cái này nó lại rất là mượt. Tại vì là các bạn phải hiểu rằng là lúc trước mình đã có một cái ấn tượng không tốt lắm về cái phiên bản MIUI 12 này, mặc dù là nó nâng cấp rất nhiều về cái phần hiệu ứng animation này cũng như là những cái tính năng bên trong, nhưng mà cái việc mà nó khiến cho những cái chiếc máy thậm chí như là Redmi K30 tầm trung nó bị lag, bị khựng, thì đó là một điều mà mình thấy rằng là gần như không còn hy vọng cho những chiếc máy giá rẻ. Nhưng mà đối với lại trên chiếc Redmi 9A này, mức cấu hình nó thấp hơn rất nhiều. Con chip Helio G25 có trên chiếc máy này thì nó cũng chỉ ngang bằng so với lại con chip Snapdragon Series đầu 4 thôi, 410 hoặc là 425 gì đó, thì nó vẫn cho ra một cái trải nghiệm rất là mượt mà. Đó, đây là phiên bản global các bạn nhé. Còn cái phiên bản mà Redmi K30 lúc trước mình test đó chính là phiên bản nội địa, và nó đã giúp cho mình có một ấn tượng tốt đầu tiên với lại cái chiếc Redmi 9A này. Về phần màn hình mặt trước thì chúng ta sẽ có là một cái kích thước màn hình 6.57 inch, cùng với đó là độ phân giải HD+, đi kèm với đó là tấm nền IPS LCD và cái tỷ lệ màn hình là 20:9. Con này thì về cái độ sáng của nó theo như nhà sản xuất đã công bố thì nó sẽ có khoảng là 400 nits. Và cá nhân mình thấy rằng là con này khi mà mang ra ngoài trời nó sẽ hơi khó nhìn một tí. Điều này là chúng ta cần phải chấp nhận thôi, tại vì trong phân khúc giá này chúng ta không thể nào yêu cầu một cái độ sáng nó cao hơn được. Đó, đây là trải nghiệm thực tế các bạn nhé. Còn về ở phần cạnh bên, ở đây thì nó cũng sẽ có một cái form thiết kế khá là giống với lại trên cái chiếc Realme C11. Đó, nó thuộc phân khúc giá là khoảng 2.6 triệu chính hãng. Ở đây thì chúng ta sẽ có đó chính là một khay để lắp thẻ SIM này, bao gồm hai SIM và một thẻ nhớ bên cạnh trái. Và bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cụm phím tăng giảm âm lượng này và một phím nguồn. Đó, được hoàn thiện rất là chắc chắn và độ nảy rất là tốt. Điều này thì cũng được mình đánh giá cao, tại vì là trong phân khúc giá rẻ như thế này đó, thì cái cảm giác như cái trải nghiệm bên ngoài như thế này nó thật sự rất là cần thiết. Đó, cạnh trên thì chúng ta sẽ có là một cái jack tai nghe 3.5 này. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có là một micro, một cổng sạc micro USB và một giải loa ngoài nữa là xong. Mặt trước thì chúng ta sẽ có thêm là một camera selfie với độ phân giải 5 megapixel. Là về phía trên thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là một cái giải loa thoại nữa. Đó, tổng thể thì về phần viền của con này nó cũng là nằm ở mức cơ bản, nó không quá dày như là trên những cái chiếc điện thoại đến từ Vsmart. Đó, mặt sau của chiếc máy này thì nó cũng sẽ đi theo một ngôn ngữ rất là giống với lại trên cái chiếc Realme C11. Khi mà thứ nhất là mặt lưng nó nhám này, và nó sẽ được bo cong theo cái hiệu ứng đồng tâm, bắt đầu từ cái phần cụm camera đơn ở đây. Nhìn vào thì các bạn rất là dễ bị nhầm lẫn khi mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là một cụm camera kép vậy. Nhưng mà không phải đâu, nó chỉ có chúng ta là một camera đơn có độ phân giải là 13 megapixel thôi. Bên dưới sẽ là một cái đèn flash LED, và ở phần cụm camera này kéo xuống là một cái đường nhẵn miệng giống như là trên cái chiếc Realme C11 vậy các bạn à. Và trên cái đường này chúng ta sẽ có là cái logo Redmi. Thiết kế như thế này thì theo như cá nhân mình thấy, nó có một sự phá cách và điểm nhấn, giúp cho những cái thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ như thế này nó trở nên ấn tượng hơn. Ok, về phần cấu hình thì mình cũng sẽ nói cho các bạn luôn, đó chính là nó đang chạy chúng ta là con chip Helio G25. Con chip này thì khi mà vào cái mục điểm AnTuTu, các bạn sẽ thấy rằng là tổng điểm của nó chỉ dao động tầm khoảng là hơn 80.000 điểm thôi. Còn điểm GPU của nó thì sẽ là khoảng 5.000 điểm, khoảng 5.600 điểm cho điểm GPU. Đây là một điểm số không thực sự cao, và mình hy vọng rằng là nó vẫn có thể đáp ứng đủ được đối với tựa game Liên Quân Mobi ở mức cấu hình thấp nhất. Con này thì nó chỉ có 2GB RAM, nhưng mà bộ nhớ trong của nó lên tới là 32GB ROM. Thì cái bộ nhớ 16GB nó không còn là tiêu chuẩn nữa rồi, bây giờ đã nâng lên thành 32GB.
Tại vì các bạn đã thấy rồi đó, trong cái video trước thì đối với lại cái chiếc mà tablet MediaPad đến từ Huawei ấy, RAM của nó là 3GB và bộ nhớ trong của nó 16GB, nựng mà 16GB chỉ đủ tải được một tựa game Liên Quân Mobile là hết dung lượng rồi. Thậm chí là tựa game Liên Quân Mobile nó không còn tải đủ nữa cơ. Đó, trời ơi, đó là một điều mình thật sự rất là tiếc, đặc biệt là đối với lại những cái phiên bản mà global như thế này. Các bạn sẽ thấy rằng là nó cài rất là nhiều cái app rác và đi kèm với nó là những cái app đến từ Google nữa. Chúng ta có bao giờ dùng tới đâu, nhưng mà bắt buộc phải cài các bạn à. Cài để làm gì? Cài là để nó giảm chi phí của giá thành sản phẩm này xuống. Đó, những cái app mà được cài trên này thì những cái hãng công nghệ tạo ra cái app đó họ đã trả tiền cho Xiaomi để cho ra một cái mức giá thành rẻ hơn rồi. Đó, cho nên là điều này mình cũng đành phải chấp nhận thôi. Các bạn về các bạn cứ gỡ ra như bình thường, đó là chuyện rất là dễ dàng trên những chiếc máy mà thuộc cái thị trường quốc tế như thế này. Các bạn gỡ ra rất là bình thường luôn, như vậy thì nó vẫn sẽ tối ưu được cho chúng ta một cái khoản dung lượng nhất định. Nó là giá rẻ cấu hình thấp thôi, thực ra thì mình thấy rằng là cái mức cấu hình như thế này nó cũng rất là hợp lý rồi. Chỉ có 1.990.000 là mức giá chính hãng ấy, thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi hơn được. Về phần pin của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có đó chính là một viên pin với dung lượng là 5.000 mAh, kết hợp với đó là một tấm nền IPS LCD và một con chip thuộc tiến trình 12 nanomet Helio G25, thì mình nghĩ rằng là tổng thể thời gian sử dụng pin của nó cũng sẽ rất là ấn tượng luôn, chứ không phải là nó chỉ để bù trừ cho một con chip giá rẻ làm tiêu tốn điện năng nhiều đâu. Rồi, và đó là những gì mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Redmi 9A này? Cá nhân bản thân mình thấy thì thật sự rằng là trong cái option như thế này, đặc biệt là với những cái thao tác, cái trải nghiệm hàng ngày ấy, những tác vụ bình thường thì nó đã giúp cho mình có một cái cảm giác rất là mượt rồi, cho nên là mình có ấn tượng rất là tốt với lại chiếc máy này. Hoặc thậm chí là các bạn có thể là lựa chọn những sản phẩm cũ trong phân khúc giá này, ví dụ là chiếc Sony Xperia XZ1, nó chỉ hơn 2 triệu đồng một tí thôi, 2.190.000 thì các bạn đã có ngay con chiếc Snapdragon 835 rồi, một camera đẹp, một màn hình cực đẹp và những cái thứ trải nghiệm tổng thể của nó xung quanh đều rất là tốt cả, chỉ trừ phần pin nó hơi kém một tí. Rồi, còn bây giờ thì mình xin chính thức tạm biệt các bạn đây. Bye bye.